em ạ. Hôm nay nhà em về được một lô soi cốt với 2,7 ly thanh lý giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn nhá. Con này em đang thanh lý với giá là 900.000 một con, sẽ bao ship về tận nhà. Máy thì đầy đủ, đi theo là đầy đủ các phụ kiện như hình cho anh em luôn nhá. Riêng hàng nhà em về thì anh em sẽ được kiểm tra và test thử hàng xong mới thanh toán tiền, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Riêng cái dòng này là dòng hàng này là dòng hàng nội địa Trung cực kỳ chất lượng, nên là bao anh em làm liên tục với cường độ làm việc nhiều, thoải mái vô tư anh em nhá. Soi cốt 12,7, công suất của nó là 1600W, chạy điện 220V. Con này là do để lâu ở trong kho nên là đầu trên người ta thanh lý, nên là giá cực kỳ mềm thôi ạ, 900.000 một con, bao ship 3 test. Anh em lưu ý là các đầu ốc của nó hơi han ra một chút nhá. Máy mới đến 95% và chưa qua sử dụng anh em nhá. Chuẩn đồng 100% hàng nội địa Trung chất lượng, cốt 12,7, 900.000 một con, bao ship 3 test hàng trước khi thanh toán. Số lượng thanh lý nên không có nhiều ạ. Anh em nào có nhu cầu để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện và tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em ạ.